Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lên đó đầu thì cho Quân Nhà gửi lời chào để chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả. Thời gian thì nó trôi qua rất là nhanh, chứ có cái sự yêu thương đong đầy thì nó vẫn mãi còn ở đó. Và thật sự trước sự ra đi của cố ca sĩ thì có biết bao nhiêu sự tiếc nối của tất cả quý vị khán giả, những người yêu mến, những người theo sát cái cuộc hành trình 30 mấy năm vừa qua của cố ca sĩ, và biết được cô ấy có một cái nghĩa cử rất là cao đẹp, nuôi dạy 22 người con nên người và trưởng thành. Đó là một cái điều rất là trân quý và khó có ai làm được lắm ạ. Và thật sự trong cái câu chuyện của cố ca sĩ và Cờ thì có rất là nhiều người, người ta lên tiếng, người ta nói sai sự thật, vì người ta chỉ là những người không hiểu chuyện và họ cũng không thể nào nắm bắt được cái câu chuyện. Người ta chỉ nghe về một phía để người ta có thể là họ đánh giá. Người ta không hiểu được rằng là một người mẹ tàn tảo, một người mẹ hết mực yêu thương những người con của mình thì không có bất cứ một cái lý do gì để cố ca sĩ có thể làm tổn thương những người con ấy. Giá như ngày đó cố ca sĩ ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân của mình thì chắc có lẽ giờ đây chúng ta vẫn còn thấy một hình ảnh của một người nữ nghệ sĩ rất là tài ba đứng trên sân khấu hát phục vụ cho quý vị khán giả trong mùa Tết năm 2022. Nhưng mà cuộc đời á thì cố ca sĩ đã mang một cái gánh nặng ở trên vai rồi. Cho nên rằng mình cũng có thể hiểu được, nhìn người đời, nhìn những người con của mình khổ hay là khó khăn là cô ấy sẽ không bao giờ chịu đựng được. Cho nên cái người mà người ta có cái tâm Bồ Tát á, người ta hướng về phía của Phật Pháp á, thì đương nhiên người ta sẽ sống hết mình vì những cái nghĩa cử cao đẹp. Có nhiều người, người ta không hiểu chuyện, người ta chả biết được cái nguyên nhân sâu xa ở phía đằng sau là nó như thế nào và ra làm sao, thì người ta chỉ mặc định họ nói là đúng. Người ta lên tiếng khẳng định rằng là cố ca sĩ lấy tiền cachet của Cờ, nhưng bản thân gia đình của Cờ là cái người không rõ ràng, mập mờ. Thử hỏi mọi người đã mang một cái tiếng giữ dùm tiền cachet cho Cờ, thà ví dụ như mình có cái gì đi thì mình đã không nói, mình đã không đành. Còn đằng này á, giữ dùm tiền đã bị người khác bủa vay, nói biết bao nhiêu là cái điều tiếng rồi mà còn phải bỏ một số tiền lớn ở trong túi của mình ra để lo cho cả gia đình của Cờ, từ cơm áo gạo tiền, chi phí lặt vặt, chi phí ăn học cho con cái của họ, cháu chắt của họ, rồi đến cái lúc mà chị gái của họ, rồi bố của họ nợ nần thế này thế kia cũng là cố ca sĩ lo. Thì thử hỏi mọi người, một cái người mà người ta nhân từ như vậy thì hà cớ gì mà các bạn lên tiếng để mà nói sai sự thật. Rồi chưa kể cái người mà các bạn đang gọi là idol, các bạn lúc nào cũng nghĩ anh ta là cái người hiền lành, nhìn vào đôi mắt ấy lúc nào cũng buồn bã. Nhưng mà không đâu, đôi mắt ấy là đôi mắt một mí, cho nên rằng là lúc nào nó cũng trong cái tư thế được gọi là buồn buồn như vậy đó. Bởi vì buồn buồn như vậy đó mà người ta đánh giá nhầm, đánh giá sai. Một con người nhìn thấy cái vẻ bề ngoài là hiền lành chăn chắc như vậy thôi, đi đâu cũng dạ dạ thưa thưa, gặp người ngoài thì hiền hậu, rồi làm giống như là mình là cái người bị hại trong cái câu chuyện này. Nhưng mà về nhà của cố ca sĩ rồi á, là bắt đầu hùng hồn, hùng hục, là một cái người mà tỏ vẻ ngôi sao hạng A, cha mẹ ruột của mình nói anh ấy còn không buồn trả lời nữa, chứ đừng có nói gì mà một người chỉ mang cái tiếng được gọi là mẹ nuôi thôi. Mọi người còn nhớ cái lúc ban đầu khi mà cố ca sĩ mới vừa bị nhiễm bệnh không? Xong mà phường người ta mới xuống người ta giăng rào. Thì có rất là nhiều cái thông tin thất thiệt. Người ta đồn, người ta nói rằng là cố ca sĩ đã dỡ rào đi ra bên ngoài để gieo rắc bệnh tật thế này thế kia cho người khác. Mà mọi người biết được rằng là cái thông tin đó là do đâu? Ai là cái người đưa ra không ạ? Chắc có lẽ nói đến đây thôi thì mọi người cũng sẽ hốt hoảng. Chỉ có người ở trong nhà, người ta thiêu dệt ra những cái câu chuyện không đúng, người ta đưa ra bên ngoài cho những cái người yêu mến hâm mộ mình
để đưa lên trên mạng xã hội nói sai sự thật về mẹ nuôi của mình chứ ai. Cái người được gọi là idol ấy, cho nên là bây giờ anh ta cảm thấy rằng anh ta hối hận. Anh ta lập ra biết bao nhiêu cái bàn thờ phụng để thờ cố ca sĩ, nhưng cũng không bao giờ che lấp đi những cái tội lỗi của mình. Và đến giờ phút này đây, anh ta không thể nào mà lên tiếng để mà thốt ra một cái lời nào nói để bảo vệ cho mẹ của mình. Bởi vì làm sao mà dám hai măng hai mặt? Đối với cố ca sĩ thì làm mình làm mãi được, chứ đối với những cái người mà người ta có cái cơ hơn cờ và gia đình của cờ ấy, thì nói thử coi, người ta có lên tiếng, người ta vặt vẹo lại được hay là không. Cho nên á, khôn nhà dạy chợ, chỉ biết ăn hiếp những người ở trong gia đình của mẹ nuôi mình, chỉ biết to tiếng quát tháo người này người kia, chứ còn ra bên ngoài á thì nếp nếp làm y như là mình là cái người mà họ khẻ lắm, khắc khổ lắm vậy đó. Nhưng mà thực ra đâu có phải là khắc khổ, đó là một cái sự giả trăng không hề nhẹ. Và các bạn đang hiểu sai về cái con người thật của cờ rồi đấy. Cái cú sốc đó là cú sốc rất lớn đối với cố ca sĩ. Ta bệnh người ta không có thời gian đâu mà người ta suy nghĩ đến những cái vấn đề đó. Vậy mà còn gieo rắc cho người ta biết bao nhiêu là cái tiếng xấu nữa. Rồi người ta stress trong một khoảng thời gian dài, từ đó cho đến cái lúc mà nhập viện, rồi đến lúc người ta qua đời luôn á mấy bạn. Vậy đó, một người con có hiếu á, báo hiếu cho mẹ nuôi của mình suốt 6 năm vừa qua, giúp đỡ cho cả gia đình của mình, là nói những cái câu chuyện không đúng với sự thật. Mẹ của mình đang ở trong nhà lo dưỡng bệnh, lo cách ly, vậy mà mình ở bên ngoài, mình thiêu dệt, mình nói biết bao nhiêu cái câu chuyện, đưa cho người này, đưa cho người kia để người ta thiêu dệt, người ta nói sai sự thật. Nói thẳng ra với mọi người, chỉ có cố ca sĩ thôi. Chứ nếu như người khác á, là người ta đã đưa cái bản cam kết mà bản thân của cờ và gia đình của cờ đã ghi rõ ràng rành mạch, có chữ ký thế này thế kia, để mà có thể là chuộc cờ ra khỏi đồn công an ấy. Đáng lẽ ra cái ngày hôm đó là cố ca sĩ phải giơ cái bản lên, nói rằng là đây không phải là lỗi của tôi, những cái câu chuyện vừa qua là do chính con trai nuôi của tôi theo dệt lên, và chính những cái người được gọi là FC của cờ đấy thiêu dệt lên, chứ không phải là do bản thân tôi. Nhưng một người mẹ, người ta dang rộng cả một cái bàn tay ra, ôm chặt lấy cờ, lo lắng cho cờ, lo cho cả gia đình của cờ, sợ rằng là sau cái cú sốc này cờ sẽ không còn đứng vững trên sân khấu nữa. Cho nên một người mẹ ôm trọn trong người, chứ đâu có giống như cờ có thương yêu gì cố ca sĩ không. Người mẹ của mình khóc từ nhà cho đến cơ quan chức năng luôn á mọi người, khóc sướt mướt như vậy đó. Tại vì cô ấy không nghĩ rằng là một người con mình hết mực yêu thương, mình lo cho cả gia đình như vậy đó, rồi cuối cùng con của mình thiêu dệt ra những cái câu chuyện, rồi cuối cùng mẹ con phải giải quyết với nhau trên đồn công an. Có đau lòng không các bạn? Đau lòng lắm chứ. Mà cố ca sĩ có nề hà gì không? Bởi vậy người ta nói cái giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cái bản tính của cờ nó như vậy đó. Đừng có thấy rằng là dạ dạ vân vân thưa thưa, đi thưa thế này thế kia, rồi về nhà lại hạ cục xúc với cha với mẹ ruột của mình. Rồi những cái lúc đó ai là cái người can ngăn, ai là cái người khuyên giải? Là cố ca sĩ chứ ai. Mình đã không thương thì cũng đã đành, mà mình còn vẽ ra nữa để mà mình nói sai sự thật về cái người mà giúp đỡ cho mình suốt 6 năm vừa qua nữa. Bây giờ lập cho dù có hàng trăm hàng nghìn cái nơi thờ phụng cố ca sĩ đi chăng nữa thì cũng không bao giờ mà rửa sạch những cái tội lỗi mà mình đã làm cho mẹ nuôi của mình suốt cái chặng đường vừa qua đâu. Cho nên rằng á, sống làm sao mà để cho người khác thương á, chứ sống mà để cho người ta nghi ngờ ngờ vực mình thì nó dễ lắm. Bởi vậy nên ta nói bây giờ về với bác ba rồi đó, cố gắng thể hiện mình là đứa cháu ngoan đi, con ngoan đi, trò cưng, học trò cưng thế này thế kia đi, để mà bác ba có thể là hả cố gắng để mà dốc toàn tâm toàn lực ra để mà giúp đỡ cho gia đình của cờ và cờ đi. Nói vậy chứ khó lắm, bác ba không có dễ dãi giống như cố ca sĩ đâu cờ. Cố gắng mà hả chạy theo cái đà của bác ba đi, cố gắng mà hát theo cái tông cái nhịp của bác ba đi.
Mình là một người hát dân ca mà hát cái bài nói thiệt sự lên thì không có lên nổi. Bản thân của mình thì nó cũng chỉ tới đó thôi. Có gồng, có cố gì đi chăng nữa thì cũng sẽ rất là khó để có thể là hòa nhịp cùng với lại bác ba. Thôi thì á, bây giờ tiền cachet nó cao quá rồi, cho nên mình là đại gia rồi, mình là idol của rất 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 là nhiều người rồi, đâu có cần nhớ gì đến cố ca sĩ đâu. Cho nên rằng á, khỏi cần phải quan tâm gì hay là đừng có bao giờ mà nhắc về cố ca sĩ nữa. Bởi vì sao ạ? Một người mà nếu á, mình thương cố ca sĩ á, thì ít ra rằng là mình phải để cái tiếng tốt cho mẹ của mình. Chứ không phải rằng là mình gieo ra những tiếng xấu rồi mình im đi, mình nghĩ rằng là mình là cái người đúng trong cái câu chuyện này để cho người khác phải bủa vai và nói nhiều về cố ca sĩ đến như vậy. Thì thử hỏi mọi người rằng bây giờ không lên tiếng để mà đính chính cho cố ca sĩ thì ai dám chấp nhận một cái người mà đã từng vô ơn như cờ. Ok, cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà. Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.